Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ gửi đến cho mọi người cùng xem và chiêm ngưỡng một cái tô. Đây nó cũng là một món đồ quý của các bậc quan lại lớn dùng. Thì nó là một cái tô phú quý bậc đầu. Mà đặc biệt đây là một trong những cái món đồ mà nó phải nói rất là lớn luôn. Đường kính của nó là 21 phân. Đó thì em xin quay cho các bác cùng xem này. Những cái cổ vật mà của triều nhà Nguyễn nó rất là xuất sắc, nó rất là đẹp này. Đấy, cái đây là điện tích phú quý bậc đầu. Nếu như mà chúng ta để sở hữu được một cái tô, thường thường chúng ta hay thấy như là đường kính cái nào mà to lắm á, thì chỉ cỡ khoảng 10, 17, 18 phân tầm đấy. Nhưng mà cái đây nó vượt cái giới hạn. Thì bởi vì là những món đồ này thì nó rất ít khi gặp trên thị trường, bởi vì nó chỉ nằm ở những nhà sưu tầm lão luyện, những nhà sưu tầm mà có cái tài chính tốt thôi. Và em cũng được hữu duyên của những cái người mà có tâm huyết như vậy. Đó thì các bác thấy này, cái món đồ cái men chàm này rất là sâu lắng mà nó rất là có hồn. Tuy là cái độ men bóng bên ngoài nó vẫn còn này. Thì triều nhà Nguyễn nó sản xuất, có nghĩa là người ta cho những cái những người mà đặt đi sứ ký kiểu bên Trung Hoa vào giai đoạn triều nhà Thanh, thì người ta đặt những món đồ quý như thế này về để nhằm mà phân chia ra những cái cấp bậc khác nhau. Thứ nhất là ví dụ như vua dùng nè, hoặc là quan lại dùng, hoặc là những cái người mà có chức sắc trong bộ máy chính quyền thời phong kiến ngày xưa, thì nó luôn luôn chia theo nhiều cấp bậc khác nhau, và từng món đồ như vậy đều có những cấp bậc khác nhau hoàn toàn. Đấy. Thì tuy là những cái món đồ nó to như thế này, nhưng mà cái nét họa viết nó rất là chỉnh chu này, các bác xem này. Rất là tinh tế luôn. Và đặc biệt cái vành chôn này, các gọt rất là chỉnh chu, nó rất là sắc lém, mà bởi vì là người ta luôn luôn dành những cái tâm huyết, người ta dành những cái thợ mà xuất sắc nhất để làm cho các bậc quan lại của triều nhà Nguyễn chúng ta. Đấy, chôn cốt rất là chỉnh chu, chôn cốt các gọt mà thai cốt nó rất là sạch sẽ luôn. Mà cái người giữ món đồ này thì phải nói là cái người này người ta sở hữu được những cái đồ mà phải nói là siêu phẩm, để mà người nó giữ đến một cái độ men màu bóng mà nó mượt mà như thế này. Đấy, đây là hai chữ ngoạn ngọc. Các bác thấy này, khi mà cái ánh sáng mà nó rọi vào này, nếu mà các bác sở hữu những món đồ như thế này, cái cốt cách mà đúng của triều nhà Nguyễn nha, hoặc là những món đúng đồ cổ thật nha, thì các bác sẽ thấy được cái độ mỏng tinh khiết của món đồ. Khi mà em qua như thế này thì các bác đã thấy, có nghĩa là mình thấy nhìn sơ sơ qua nó đã thấy cái độ mỏng của món đồ từ bên này, mình nhìn thấu qua bên này thấy được những từng nét vẽ luôn nha. Còn nếu như mà các bác về cầm trên tay tận nơi thì các bác sẽ thấy được rằng là khi mà mình rọi pin bằng đèn led, bằng pin điện thoại thông thường thôi, thì chúng ta có thể thấy được, nhìn bên này mà thấy được bên này luôn, thấy rõ từng nét, từng chi tiết một luôn. Đó thì em muốn chia sẻ với các bác những món đồ như thế này. Đó, và hơn thế nữa, tất cả những cái cổ ngoạn mà em trao duyên về đều có giá bảo hành hẳn hoi như thế này, để mà nhằm trao duyên. Và hơn thế nữa, các bác nào mà khi mà đầu tư cổ vật, sở hữu những cổ vật ở bên em đều có chế độ bảo hành hẳn hoi
chuẩn cổ suốt đời và bảo hành quay về trên từng hiện vật. Để thứ nhất, khi mà các bác đã sở hữu những món đồ cổ rồi á, thì các bác được chơi, được sở hữu và được lưu giữ lâu dài, và được chế độ bảo hành hoàn lại đủ vốn khi mà các bác không sưu tầm nữa. Nó có hẳn ở trong cái giấy bảo hành của em trong này đó. Thì em luôn luôn dành cho những người mà có cái nhu cầu muốn sở hữu những món đồ quý đấy. Thì em muốn tạo một cái sân chơi lành mạnh, một cái sân chơi sạch sẽ về cổ vật và không bị dính rác bởi những món đồ giả. Và em sẽ có một cái clip giới thiệu cho các bác xem từng những món đồ giả mà khách hàng của em là người ở trên Đà Lạt họ sở hữu. Có nghĩa là họ chưa có căn duyên để mà gặp em sớm. Họ sở hữu những cái món đồ mà nói thật sự riêng trên đất nước Việt Nam, chúng ta có thể bán đi nửa đất nước Việt Nam, tất cả tài sản bán đi nửa đất nước Việt Nam mua không được những món đồ, nếu như mà đó là nó là một món đồ thật. Mà trong nhà của anh đó thôi á, 100 món đồ, mà hết 100 món đồ toàn là những món đồ giả. Thì các bác biết trên thị trường hiện nay nó có tiềm ẩn, nó trôi nổi trên thị trường những món đồ giả cổ nó cực kỳ lớn mà nó cực kỳ nhiều. Mà nó có thể nó, có những cái người mà vô nhân tính như vậy, họ sẽ luôn luôn rình rập và họ sẽ đo cái chỉ số về kinh nghiệm của chúng ta. Họ muốn lừa chúng ta bằng mọi giá, bằng nhiều thủ đoạn. Em thì là người ăn ngay nói thẳng, lời em nói không được hay, nhưng mà em luôn luôn có một cái tâm, cái đạo đức của nghề trong từng hiện vật mà em trao duyên. Những món đồ em trao duyên luôn luôn gắn gắn liền với cái đạo đức và cái tình người trong từng món đồ và cái tâm huyết của em trong từng món đồ. Em luôn luôn nói rằng trong từng clip, nên các bác hãy chọn cho mình những người cố vấn có tâm để mình thỏa mãn cái đam mê là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng quan trọng hơn, khi mà chúng ta muốn thương mại thì cái người thứ ba họ mua họ sẽ an tâm hơn khi mà đó là một món đồ thật. Nếu như mà họ là người mua nhầm những món đồ, họ sẽ oán hận chúng ta, nếu như mà họ sẽ oán hận lại cái người bán đấy. Thì chính vì vậy em luôn 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 quan trọng cái đạo đức của nghề nghiệp, nên chính vì vậy luôn khuyên nhủ mọi người rằng là nên mình sở hữu những món đồ đó và tìm những người đó, những người nào mà có tâm huyết nhất để mà mình sở hữu những cái cổ vật, để mà mình không bị có nghĩa là bị oán hận, bị cảm giác nó giống như gọi là bị lừa lọc đó, lừa đảo đấy. Thì nên tất cả những ai muốn đam mê những cái cổ vật thì cứ kết nối Zalo với em sẽ hướng dẫn tận tình. Và những cái cổ vật mà em muốn trao duyên về á, thì đều có giấy bảo hành, có tem bảo hành của em hẳn hoi đàng hoàng đó. Thì các bác cứ đừng có ngại mà mình nhấc máy lên, cứ gọi theo số điện thoại của em 0387 513 887 và em sẽ trao duyên và gửi đi đến khắp mọi miền đất nước, và có chế độ bảo hành hẳn hoi và bảo hành hoàn lại đủ vốn mà các bác đã sở hữu những cổ vật bên em đó. Thì các bác vừa được chơi mà không bị mất đồng vốn thì cái nào sẽ được lợi hơn à, có đúng không à? Nếu như mà mình mua những món đồ giả cổ trôi nổi trên thị trường thì chúng ta đang vô hình dung đang thảy tiền qua cửa sổ, có đúng không à? Nếu như mà vậy thì vô hình dung mình đang mạo hiểm với số tiền của mình đó. Mà khi mà cái người bán như vậy họ lại cười chê mình, cái người bán mà không có tâm nha, họ sẽ cười chê mình là thằng này, ông này, bà kia không có kiến thức, thì mình sẽ lừa nó nhiều nhiều hơn nữa. Mà nó được ăn, nó được cười, nó được ăn hả hê trên đồng tiền chúng ta, mà nó được cười trên 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 cái kiến thức của chúng ta, trên kiến thức hạn hạn chế của chúng ta đó. Thì những cái người đó họ luôn thủ đoạn và cái lời nói họ cực kỳ hay luôn, họ nói đi sâu vào lòng người, nói sùi bọt mép, nói chảy mồm chảy nước nước mồm nước miệng ra luôn. Nên thành ra các bác nên cẩn thận với những người như vậy để mà chúng ta sở hữu những món đồ mà nó thật tâm hơn, những món đồ nó quý hơn, để mà mình sở hữu những cổ vật nó đàng hoàng, nó chính quy.
Đó thì bác nào mà có nhu cầu thì cứ kết nối Zalo với em. Em xin trao gửi và sẽ chỉ rõ ràng từng món đồ nó nằm vào giai đoạn nào, bảo hành chuẩn cổ hết cho tất cả các bác, để các bác an tâm mà mình sở hữu những cổ vật đẹp, chính quy và hoàn hảo. Và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip sau với những món đồ quý hơn.